thời buổi này rồi, bằng cha này còn ăn mặc sến súa thì trời. Chủ quán ơi. Dạ. Có bán cà phê không chị? Dạ có anh. Anh còn cần gì nữa không? Đẹp, đẹp quá luôn á. Ê, đây là quán cà phê nha, không có thả thính nha, vợ tôi đó. Chắc là anh đã hiểu lầm ý của tôi rồi. Tôi không phải khen chị nhà đẹp, mà tôi khen á cái máy cà phê của anh đẹp đó. Hiểu không? Ừ. Khen máy cà phê hả? Ừ. Cái máy cà phê này á, tôi lượm thùng rác. Tôi là phù thủy tái chế. Dưới bàn tay nghệ thuật của tôi nó đã trở thành một tác phẩm điêu khắc. Wow, tuyệt vời. Tôi rất thích những người nào mà có óc sáng tạo như anh. Dạ. Yeah. Cái không gian này đúng là quán cà phê rồi. Cái gì ông nội? Thì đây quán cà phê rồi, cái quán cà phê với không gian này đúng là quán cà phê là cái gì? Thôi bây giờ gì? Xin mời anh chị ngồi, cứ ngồi tự nhiên đi. Ngồi em. Tôi cũng xin giới thiệu với anh chị, tôi là đạo diễn Peter. Tôi đang đi tìm một bối cảnh để quay MV ca nhạc. Mà tôi thấy á, cái không gian, cái bối cảnh trang trí của anh chị như vậy đúng là cái quán cà phê mà tôi đang đi tìm. Nếu mà được á, anh chị có thể hợp tác với tôi được không? Được chứ. MV sắp tới tôi quay á, cho tài tử Minh Ngân đó. Tài tử Minh Ngân là ai vậy? Ông sao vô duyên quá. Tài tử Minh Ngân nổi tiếng vậy mà cũng biết. Bởi vậy suốt ngày cứ lo ba cái đồ rác của ông không á. Mắc cái gì hết trơn. Anh, chồng của em mà không hợp tác em cũng hợp tác nữa. Nhưng mà có một điều kiện nha. Điều kiện? Dạ. Nói đi. Cho em xin vai trong MV được không? Tưởng chuyện gì? Chuyện nhỏ. Chỗ thiệt á anh? Thiệt. Vợ ở đâu? Chồng phải ở đó. Tôi phải có mặt trong cái MV này. Ồ, welcome. Giờ sao chú? Ủa con ơi. Dạ. Nói vậy là con mời chú làm quần chúng cho MV hả con? Dạ đúng rồi. Quay MV thôi hả? Dạ. Trời ơi, con đẹp mà sao con không có mắt vậy con? À, không. Ủa, có con sao mắt. Sao chú? Con nhìn. Con nhìn chú đi. Con đừng thấy vậy mà con đánh giá nó tầm thường. Nghe. Chú nói thiệt á, cách đây 30 năm mà nếu mà chú chịu là chú đã nổi tiếng rồi đó. Lúc đó ở đoàn phim nước ngoài về thấy chú đi theo năn nỉ nhờ chú quay á, mà chú không quay á. Nói thiệt. Đó, đó. Chứ giờ tự nhiên làm quần chúng không có xứng tầm với chú con ơi. Thiệt. Không có xứng tầm. Con cũng vậy á chú Tư. Bây giờ với cái nhan sắc của con vậy á, mà con vô MV con sợ là làm lu mờ cái vẻ đẹp của tài tử Minh Ngân luôn. Ủa? Bây giờ lúc đó con ngại lắm. Ủa tài tử Minh Ngân là thằng nào mà tao không biết vậy trời? Ôi nổi tiếng lắm luôn á chú Tư. Nổi là người ta phải biết chứ, nổi mà nói ra không ai biết hết là sao? Nít biết. Thôi. Bây giờ hai người có tham gia không? Không tham gia không qua sớm cho mọi người khác nha. Từ từ đi trời, gì hết tắt vậy trời. Hết rồi bây giờ. Khoái gần chết mà đặt mình tịch là bồ. Trời ơi, cái gì vậy? Ông hút dài dữ vậy anh? Mày đó hả Mộng Thường? Gặp tên ổng đi em. Ê khoan. Tự nhiên mày quyết định cuộc đời tao vậy mày? Để suy nghĩ chút con. Dạ nhanh. Làm quần chúng thì cũng được. Mai mốt phát ra một cái đem khoe với mấy ông bạn già cũng được. Con cháu đồ. Con cũng vậy á. Con giờ sẵn có dịp này con chụp hình, con post Facebook. Cả ngàn người like. Lúc đó con sẽ thay đổi cái cuộc đời của con. Con trở thành hot boy Facebook. Ninh. Dạ. Bé Hiếu. Dạ. Bé Hiếu. Bây giờ gì nè, đăng ký vô. Đăng ký tên của cô với lại Misa. Cô chắc chắn rằng là cái MV này chắc chắn sẽ thành công. Vì sao? Vì có Misa. Misa đẹp quá mà. Mà giọng ca của nó lãnh lót. Trời ơi là thắng. Ghi vô liền. Ghi vô. Hai vé. Hai suất đúng không cô? Hai vé. Dạ rồi. Chắc chắn thành công. Nghe con nói nè, MV của người ta là phải có người đẹp, người xấu. Đúng rồi. Cao, người lùng sủng. Con. Dạ. Con nói chữ lùng được rồi, con còn thêm chữ sủng vô làm chi nữa, thấy ghê vậy. Thà con nói lùng tịch chứ chú không tức. Nói lùng sủng chú tức dữ lắm. Sủng là nó có cái gì nó dễ sợ lắm. Nó không có thanh cao, tiệt thanh cao. Lùng sủng thôi, nói chị em mời em. Rồi lùng tịch tiếp được chưa? Đó, giờ như vậy, cái phần đẹp á là con sẽ đảm nhiệm.
còn những cái phần khác á là mọi người tự chia với nhau nha. Mọi người nghe nè, đạo diễn sẽ trả mỗi người 200 ngàn. Nha. Rồi vậy, vậy cũng được. 200. 200. 200 ngàn hả? Dạ đúng rồi. 200. 200. Dạ. Không có sao đâu. Rồi rồi rồi. Chưa. Trừ 10% thuế là còn 180. Đúng rồi. Thì cái ai cũng phải trừ rồi đó. Thuế 10% là đúng rồi. Chưa. Rồi rồi. Trừ 20 ngàn tiền điện thoại. Trời đất ơi, cái quân nào mà ăn 20 ngàn tiền điện thoại, 20 ngàn gọi được 3 ngày luôn á. Trời ơi, nó ăn gì dễ sợ. Giờ ông tham gia không? Quân nào ăn? Tôi. Tao biết rồi, quân mày. Ngồi xuống đi. 20 ngàn mà muốn kéo chuyện tiếp đi con. Chưa. Mỗi ly nước tôi tính 50 ngàn. Trời đất ơi. 50 ngàn, 20 ngàn. Mày bán vàng hay mày bán nước? 50 ngàn, bình thường mày bán có 10 ngàn mà tự giờ mày trừ 50 ngàn. Ăn trên đầu cha người ta vậy mày? Không, con thấy chồng không à? Chồng con nói đúng, gã ly cà phê 50 ngàn là đúng. Tại vì mọi người đóng MV đúng không? Là nguyên một cái đoàn phim nó kéo tới đây nó quay. Đó là cái ngày hôm đó quán con đâu có buôn bán gì được đâu. Bởi vậy mọi người phải chia lại cái tiền đó với con. Với lại mọi người lên MV là mọi người sẽ là người của công chúng rồi. Nổi tiếng rồi đúng không? Dạ, nổi tiếng rồi. Vậy cứ nhăn nhò gì rồi cứ trường đi. Đây nè, đây nè, đi không? Nếu mà đăng ký thì ngồi đi đăng ký, còn không là get out. Dạ. Đi ra ngoài. Cứ bao nhiêu đó thôi mà keo kiệt dùm sao nổi tiếng thế giới này được. Cô với Misa. Rồi thôi, hai người. Ủa? Bà đi được thì tôi cũng đi được. Ghi tên chú vô con. Dạ. Con ok luôn. Bây giờ cái cảnh này là Peter muốn Minh Nhân phải diễn buồn bã. Sao vậy? Dạ. Làm gì bây giờ đi ngoài vậy? Đi ngoài đi. Thôi được rồi. Trời ơi. Tài tử gì chẳng quá vậy trời. Cái bà đeo cái đó. Đeo ra. Bà là bà cái miệng bà. Giờ tôi có ý kiến. Tôi muốn đổi tất cả những diễn viên quần chúng này. Nếu không tôi sẽ đi về. Trời ơi. Im lặng. Bây giờ mọi người muốn quay hay không? Muốn quay im lặng. Thôi bây giờ Minh Ngân vô đây ngồi nha. Bây giờ chúng ta chuẩn bị bắt đầu. Rồi ngồi đi. Ủa anh Minh Ngân, cái cảnh này là Peter muốn anh Minh Ngân xây ra để góc máy nó mới đẹp. Không, anh DOB anh nói tôi góc này đẹp hơn. Anh Tony anh nói tôi góc hình này đẹp nhất. Rồi, tôi muốn okay. Ngồi đây. Ok ok. Rồi bây giờ chúng ta chuẩn bị bắt đầu quay. Quay. Giờ vị trí. Rồi. Dạ vị trí. Chú ơi, con ngồi kể chú nha chú. Cái gì vậy? Quay. Con đi về bển. Quay. Không đúng vị trí của con. Quay. Đi về. Quay. Quay đi chú. Không có quay gì hết. Về vị trí. Cảnh này chỉ một mình Minh Ngân thôi. Về chỗ. Về. Trời ơi. Ủa cái gì vậy? Cái gì vậy? Quay hình. Quay mặt vô trong. Sao được? Trời ơi. Nè, người ta mà làm mặt lộn lộn từ 3 giờ sáng giờ có ai đời quay mà tao kêu quay vô trong không có quay cái mặt ra ngoài. Trời ơi. Dạ. Bây giờ chuẩn bị quay, anh kêu mọi người quay mặt vô trong đi. Quay vô tường. Trời đất ơi, đi quay phim mà quay mặt vô trong ai hay biết mình là ai. Đúng rồi á, em đã thấy mặt em nữa chứ. Không có cãi, cắt ra bây giờ. Quay, đi về, quay vô tường. Rồi, tất cả chuẩn bị. Rồi, chuẩn bị bắt đầu. 1, 2, 3. Anh Mộng Thường ơi, cho em ly cà phê mang về. Ôi, cái gì vậy? Người ta quay mà vô riêng rồi. Cắt, có chuyện gì nữa vậy? Ai mà vô, tôi đang quay mà tôi không có thời gian mà cứ cắt hoài vậy. Đi ra. Xin lỗi đạo diễn. Bữa nay không có bán quán nghỉ. Thôi được rồi, em mới tới đúng không? Quay mặt vô tuần. Đạo diễn, tôi có ý kiến. Tôi muốn cái cô đó đóng vai bạn gái của tôi. Rồi ok. Trời, sao không cho em đóng vai đó đi anh. Rồi ok, vô ngồi ha. Rồi, Minh Ngân vô ngồi. Em diễn chung với Minh Ngân cái cảnh này nha. Rồi ok. Rồi tất cả mọi người chuẩn bị tập trung. Không nói nữa. Không nói. Ngồi xuống. Xây mặt vô trong. Đạo diễn cho tôi nói cái. Tôi muốn cổ là bạn gái của tôi mà phải thân thiết, thấm thiết. Rồi ok. Em nghe Minh Ngân nói chưa? Cảnh này diễn tốt lên nha. Rồi ok. Quay. Đạo diễn. Cái gì nữa vậy? Quay. Hồi nãy diễn 2 lần rồi. Đi ra ngoài. Yeah. Hai bà cháu lộn xộn quá đi. Quay vô. Tôi mệt với cái đám này lắm luôn rồi đó. Rồi ok, Minh Ngân yên tâm ha. Rồi bây giờ quay. Rồi bây quay, giờ đi. Quay đi. Rồi chuẩn bị lần nữa nha. 1, 2, 3. Wow,
lãng mạn quá, đẹp quá. Giơ cánh tay bên trái lên. Giơ cánh tay bên phải lên. Bắt đầu dậy đi. Ồ, dậy mạnh lên. Quá quá, quá lại. Wow, đẹp quá. Thôi, mình ngăn diễn phiêu lên. Phiêu lên. Wow. Wow. Đẹp quá. Dậy mạnh lên. Cái cảnh này thật là sống động mà. Cái tay vậy em ơi, em cổ em cái đầu rồi. Tay vậy vậy cái tay vậy vậy vui vẻ sợ luôn. Dạ vậy vậy vui vẻ sợ luôn. Tay quẩy quá trời quẩy luôn. Thôi thôi thôi. Toàn thấy cái lưng với cái tay không à mấy ông mấy bà ơi. Ờ sao kỳ vậy? Sao kỳ vậy quay sao cái lưng không ạ? Thôi đi bây giờ không cần biết. Không có tiếng là phải có tiền. Tiền đâu? Tiền đâu? Tiền 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 tiền. Ê cái tuần lễ rồi đó, tiền đâu tiền đâu? Tất cả từ từ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Cứ từ từ đi. Sao từ từ được? Được, được anh, em nói từ từ. Tuần rồi, clip lên luôn rồi em chưa có tiền. Nói được rồi. Để ta gọi cho đạo diễn làm gì ghê vậy? Diễn phải từ từ. Ê, dạ, kiểu này dạ. Chắc là có tiền, có tiền, có tiền, có thưởng luôn. Nói tưởng nhiều à. Nó nói thuê ba quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Trời ơi. Là nó quỵt đó trời ơi. Tiền đâu giờ bây giờ tao không biết đâu. Bây giờ trả tiền không đi. Cần biết. Ừ. Mày kêu tụi tao đi mày phải trả tiền. Đúng vậy. Vậy thôi. Tiền đây, tiền đây. Tao lấy đây. Tiền đây. Em ứng tiền hay trả mọi người đi. Trả tiền. Trả tiền. Trả gì mà trả. Ai biểu ngu. Nhận làm trợ lý dây và bắt cô ổi tiền ra. Tự nhận thì tự trả đi. Trả tiền đi. Trả tiền. Trả tiền đi. Vợ tôi lớn nhất trên đời, lớn hơn cả ông trời. Mỗi khi vợ la tôi lặng im không nói nên lời. Đàn ông phải thế nếu muốn gia đình ấm êm. Chẳng bao giờ tôi để vợ phải buồn đau. Mặc cho thế giới chê cười chứ tôi vẫn thương vợ. Mỗi khi vợ kêu đang ngủ say cũng phải thức dậy. Đời tôi là